Xin chào quý khán giả. Đây là một mẫu chuyện kinh dị cực ngắn. Một đêm mưa gió, trong căn phòng nhỏ, anh YouTuber đã làm xong những bước cuối cùng cho một video clip phát hành vào 6 giờ sáng ngày mai. Anh vừa upload, vừa nhấp những ngụm trà gừng yêu thích của anh. Những cơn mưa rả rích, lạnh lẽo. Nhưng trong lòng anh ấm áp lạ kỳ. Video clip ngày mai sẽ rất hay. Anh cầm lấy cái điện thoại, tranh thủ lướt web trong thời gian upload. Rồi trong đêm mưa gió tĩnh mịch đó, những người hàng xóm đã nghe thấy tiếng thét. Ủa, cá mập cắn cá. Hello các bạn, coi đến đây rồi thì nhớ bấm like, bấm subscribe. À mà không bấm cũng không sao.